Và xin chào các bạn ha thì trong cái video ngày hôm nay đó mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để có thể thiết lập một cái video nổi bật và một cái đoạn video giới thiệu cho cái kênh của mình thì cụ thể như thế nào thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình làm luôn ha để các bạn có thể dễ dàng hình dung cái vấn đề mình đang nói thì để có thể thiết lập video nổi bật và video uh, giới thiệu đó thì chúng ta sẽ kích vào cái biểu tượng kênh ở đây sau đó các bạn sẽ chọn vào cái phần là kênh của bạn thì uh, lúc này nó sẽ đưa chúng ta vào cái uh, kênh youtube của mình tiếp theo thì chúng ta sẽ kích vào cái nút là tùy chỉnh kênh ha các bạn kích vào đây thì sau khi mà chúng ta kích vào cái nút tùy chỉnh kênh á thì nó sẽ qua cái phần là thiết lập à, cái kênh của mình thì cụ thể á ở đây nó sẽ có hai cái thẻ cái thẻ đầu tiên á là dành cho người đăng ký cũ à, tức là những cái người đã đăng ký rồi á tức là những cái người đã subscribe cái kênh mình rồi ha à. còn cái thẻ thứ hai này á là dành cho người truy cập mới thì hai cái thằng này nó khác nhau chỗ là cái gì cái chỗ mà danh sách đăng ký cũ á thì nó cho chúng ta chọn một cái video nổi bật còn cái phần mà khách truy cập mới á thì nó sẽ cho chúng ta đưa một cái đoạn giới thiệu kênh thì ở đây nếu mà các bạn có thể làm một cái đoạn ngắn à, giới thiệu sơ lược về cái kênh của mình hoặc là giới thiệu tác giả của kênh chẳng hạn thì chúng ta sẽ đưa vào cái chỗ này à, để một cái người nào đó lần đầu tiên truy cập đến kênh chúng ta đó thì họ có thể xem được cái đoạn giới thiệu này để người ta hiểu được cái kênh chúng ta đang làm cái gì ha thì ở đây mình sẽ dùng những cái video có sẵn trên kênh để mình làm cái phần demo Bây giờ mình sẽ làm cái nội dung nổi bật Ở trong cái mục là đăng ký cũ nè Các bạn kích vào cái nút Nội dung nổi bật ở đây Thì ở đây nó sẽ mở ra một cái cửa sổ nó cho phép chúng ta chọn cái video mà chúng ta muốn Giả sử ở đây mình có một cái video có view khá lớn là 107.000 Chúng ta sẽ chọn cái này sau đó các bạn có thể bấm vào cái nút lưu. À, thì ở đây chúng ta cũng có thể thay đổi cái tiêu đề. Nếu các bạn không thích dùng cái tiêu đề mặc định á, thì chúng ta có thể gõ một cái tiêu đề ở đây. Còn nếu không á, thì chúng ta cứ để nguyên, nó sẽ tự động lấy cái tựa của video ha. Sau đó các bạn kích vào cái nút lưu. Thì lúc này các bạn thấy nè, nó đã đưa cái video vào trong cái phần nổi bật. À, sau đó thì các bạn kích vào cái nút hoàn tất ở đây, thì cái video nổi bật nó đã được đưa vào cái phần người đăng ký cũ ha tiếp theo thì chúng ta sẽ truy cập vào cái thẻ là dành cho khách truy cập mới nè à, thì giả sử như chúng ta đã có một cái đoạn giới thiệu chúng ta sẽ kích vào cái mục này đoạn giới thiệu về kênh ha thì chúng ta sẽ chọn cái đoạn giới thiệu của kênh à, giả sử như mình đã làm một cái video nào đó để giới thiệu kênh rồi á thì lúc này các bạn cứ chọn thôi ha Giả sử như cái video này đi Có 98.000 view nè Sau khi chọn xong thì các bạn kích vào cái nút lưu Thì các bạn thấy nó đã đưa cái video giới thiệu lên trên này ha Thì rất là dễ dàng Chúng ta đã thiết lập được Hai cái nội dung Một cái là nổi bật Một cái nữa đó là video giới thiệu kênh ha Rồi sau khi mà làm xong thì Bây giờ nó đã Có hai cái nội dung nó hiện hữu trên kênh ha thì một cái người nào đó truy cập vào cái kênh của mình á. Nếu như chưa đăng ký thì người ta sẽ thấy video này. Còn nếu như đăng ký rồi thì người ta sẽ thấy video này ha. Khá đơn giản. À thì cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình và để lại những cái bình luận bên dưới nha. À xin chào các bạn.